My euphoria Astrid slowly entered the library through a hidden back door that no one else knows about. She stepped on each blob of darkness, to not be seen. As her eyes adjusted to the dark, she saw that she was near the aisle with her favorite books, and a wide smile spread across her face. Although no one could see the elation in her face, she was beyond excited. Astrid ran her hands through the neatly lined up books, feeling the different textured spines. Moonlight shined through a window, putting the book she wanted to read under a spotlight. Euphoria by Lily Kate. Oh, how long she's been eyeing that book, and it was finally time for her to get her hands on it. Astrid felt like she was holding the entire universe in her hand when the book touched her palms. Quietly but quickly, out of eagerness, she found a spot where the moonlight acted like a nightlamp, and she buckled up for her journey through the universe. My heart whopped in my throat, and all I could think was how to keep them, how to keep them. I felt my loneliness bulge out of me like a goiter. She read that line out loud a couple times. Sadly, Astrid could relate to the character facing loneliness. She, herself, was never able to socialize with others at her school. She sighs and gets back to reading to get her mind off of her negative thoughts. An hour passed by, too engrossed in the book Astrid lost track of time. Her watch showed 11:05 p.m., making her frown at the bright, lit-up numbers. Oh dear, she is definitely in trouble. Astrid got the unlucky present of being born into a family with the strictest parents in the whole wide world. Their description of working to be successful is studying, studying, and studying, something Astrid would have loved if her parents didn't pressure her about it. She is a smart, young girl, not in the subjects of school, but of the outside world. She has a vision beyond the words in her school textbook, but unfortunately, her parents don't pay attention to that. Her B's in math aren't good enough for her parents, but when she shows her language arts grades, which are all A's, it makes no difference to them. Astrid sighs as she thinks, it's time to leave my real home to go to the house I was forced into. Astrid places the book back on the shelf, and glances around to make sure no one was there. She felt a little chilly as she was only wearing a light sweater. Hem, that's weird. Why am I feeling so uneasy? I always come to this library late so no one would be there, she thought. Astrid walked on her tippy toes to the back door, but she abruptly stopped. She turned around slowly like a dramatic scene in a movie and widened her eyes to the view in front of her. Oh my God, she thought as she froze, unable to process what was going on. In the dark, she noticed a figure, resembling a boy deep in thought, reading a book. Astrid moved towards the stranger. What are you doing here at this time? She whispered nervously. He shot his head up and flinched at the sound of her voice. I just needed some time alone and I love books, so I decided to read for a while. I even found a secret backdoor entrance which I never saw before. I guess the library is a different world in the dark. The stranger replied awkwardly. Oh, I discovered that door a couple months ago, and I have been visiting ever since. I love when the library is empty and serene. This is the perfect atmosphere to read. Well, my name is Astrid. What's yours? She asked. My name is Kai. What are you doing here this late? Kai asked. My parents never let me read books, but instead force me to study all the time, so I sneak here in the night. But I have a special attachment with this library and it's the only friend I have ever had. So, I come here often because it's like an escape from the reality. Astrid said as she sighs, knowing her parents would never let her pursue her dreams of becoming an author. Why do you appear so grim? Kai questioned. I wish my parents would understand that I want to be an author, but they never pay attention to that. They don't understand that books are so much more than just entered. Hưng phấn của tôi Astrid từ từ bước vào thư viện qua một cánh cửa sau ẩn mà không ai khác biết đến, cô bước lên từng đốm đen tối, để không bị nhìn thấy. Khi mắt cô thích nghi với bóng tối, cô thấy mình đang ở gần lối đi với những cuốn sách yêu thích của mình, và một nụ cười rộng rãi lan khắp khuôn mặt. Mặc dù không ai có thể nhìn thấy sự hưng phấn trên khuôn mặt của cô, nhưng cô đã vượt quá sự phấn khích. Astrid chảy tay qua những cuốn sách được xếp gọn gàng, cảm nhận những gai kết cấu khác nhau. Ánh trăng chiếu qua một cửa sổ, đặt cuốn sách mà cô muốn đọc dưới ánh đèn sân khấu. Hưng phấn của Lily Kate. Âu, cô ấy đã nhìn thấy cuốn sách đó bao lâu và cuối cùng đã đến lúc để có được bàn tay của cô ấy trên nó. Astrid cảm thấy như cô đang nắm toàn bộ vũ trụ trong tay khi cuốn sách chạm vào lòng bàn tay của cô.
Lặng lẽ nhưng nhanh chóng ra khỏi sự háo hức, cô tìm thấy một điểm nơi ánh trăng hoạt động như một chiếc đèn đêm và cô đã khóa lên cho cuộc hành trình của mình xuyên qua vũ trụ. Trái tim tôi đập vào cổ họng và tất cả những gì tôi có thể nghĩ là làm thế nào để giữ chúng, làm thế nào để giữ chúng. Tôi cảm thấy sự cô đơn của tôi phình ra từ tôi như một bướu cổ, cô đọc lớn dòng đó vài lần. Đáng buồn thay, Astrid có thể liên hệ với nhân vật phải đối mặt với sự cô đơn, cô, bản thân cô, đã không bao giờ có thể giao tiếp với người khác tại trường của cô. Cô thở dài và quay lại đọc sách để có được tâm trí của cô khỏi những suy nghĩ tiêu cực của mình. Một giờ trôi qua quá say mê trong cuốn sách, Astrid mất theo dõi thời gian. Đồng hồ của cô cho thấy 11 giờ 5 chiều làm cho cô cau mày với những con số sáng sủa, sáng lên. Ôi trời, cô ấy chắc chắn đang gặp rắc rối. Astrid nhận được món quà không may mắn khi được sinh ra trong một gia đình có cha mẹ nghiêm khắc nhất trên toàn thế giới. Mô tả của họ về việc làm việc để thành công là học tập và học tập, điều mà Astrid sẽ yêu thích nếu cha mẹ cô không gây áp lực cho cô về điều đó. Cô là một cô gái thông minh, trẻ, không phải trong các môn học của trường, mà là của thế giới bên ngoài. Cô có một tầm nhìn vượt quá những từ ngữ trong sách giáo khoa của mình, nhưng không may, cha mẹ cô không chú ý đến điều đó. Điểm B môn toán của cô ấy không đủ tốt với cha mẹ cô, nhưng khi cô cho thấy điểm nghệ thuật ngôn ngữ của mình là A, điều đó không có gì khác biệt đối với họ. Astrid thở dài như cô ấy nghĩ, đã đến lúc rời khỏi nhà thật của tôi để đến ngôi nhà tôi bị ép vào. Astrid đặt cuốn sách trở lại kệ, và nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai ở đó. Cô cảm thấy hơi lạnh vì cô chỉ mặc một chiếc áo len nhẹ. Hừm, kỳ lạ thật, tại sao tôi cảm thấy khó chịu thế? Tôi luôn đến thư viện này muộn nên không có ai ở đó, cô ấy nghĩ vậy. Astrid đi trên ngón chân mép mỏng của mình đến cửa sau, nhưng cô đột ngột dừng lại. Cô quay lại từ từ như một cảnh kịch tính trong một bộ phim và mở rộng đôi mắt của mình để ngắm nhìn trước mặt cô. Ôi trời của tôi, cô ấy nghĩ rằng khi cô đóng băng không thể xử lý những gì đang xảy ra. Trong bóng tối cô nhận thấy một hình tượng giống như một cậu bé sâu trong suy nghĩ, đọc một cuốn sách. Astrid tiến về phía người lạ, lúc này anh đang làm gì ở đây vậy, cô thì thầm lo lắng. Ông bắn đầu lên và nao núng trước âm thanh của giọng cô, tôi chỉ cần một thời gian một mình và tôi thích sách, vì vậy tôi quyết định đọc một thời gian. Tôi thậm chí còn tìm thấy một lối vào cửa sau bí mật mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trước khi, tôi đoán thư viện là một thế giới khác trong bóng tối. Ồ, tôi đã khám phá ra cánh cửa đó vài tháng trước và tôi đã ghé thăm kể từ đó. Tôi thích khi thư viện trống rỗng và thanh thản, đây là bầu không khí hoàn hảo để đọc. À, tên tôi là Astrid, anh là gì, cô ấy hỏi. Tên tôi là Kai, ông làm gì ở đây muộn thế này? Kai hỏi, cha mẹ tôi không bao giờ cho tôi đọc sách mà thay vào đó bắt tôi phải học tất cả các thời gian, vì vậy tôi lẻn ở đây vào ban đêm. Nhưng tôi có một sự gắn bó đặc biệt với thư viện này và đó là người bạn duy nhất tôi từng có. Vì vậy tôi đến đây thường xuyên vì nó giống như một lối thoát khỏi thực tế. Astrid nói khi cô thở dài khi biết cha mẹ cô sẽ không bao giờ để cô theo đuổi ước mơ trở thành một tác giả của mình. Tại sao bạn xuất hiện ảm đạm như vậy? Kai hỏi, tôi ước cha mẹ tôi hiểu rằng tôi muốn trở thành một tác giả, nhưng họ không bao giờ chú ý đến điều đó. Họ không hiểu rằng sách còn nhiều hơn là...